Để thử kỹ lại thì chúng ta chỉ cần nhấn vào phần sale thì chúng ta sẽ thấy hàng loạt thông báo lỗi chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ xem kỹ lại các bước của chúng ta. Thì đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra dữ liệu, có nghĩa là nếu có bỏ qua thì chúng ta mới gọi đến cái lớp validate của chúng ta cho cái form này. Thì chúng ta sẽ truyền toàn bộ tham số chúng ta nhận được vào trong cái lớp validate của chúng ta. Trong lớp validate của chúng ta sẽ có những hàm sau. Nếu các bạn nhìn lại thì chúng ta sẽ chỉ có bốn hàm và hai cái thuộc tính. Thuộc tính thứ nhất là chứa cái mạng error khi sinh ra ở trong hàm cần chấp. Thuộc tính thứ hai là chứa những cái giá trị được trả về sau khi validate. Thì chúng ta thấy là trong hàm cần chấp này chúng ta sẽ truyền vào tất cả cái dữ liệu mà chúng ta bỏ qua. Và lúc này chúng ta sẽ gọi đến các cái lớp để kiểm tra. Nếu trong trường hợp không thỏa điều kiện thì chúng ta sẽ gán một cái phần từ vào trong cái mảng error phía trên này. Và lúc này chúng ta sẽ xóa nội dung và không thỏa điều kiện đó đi, của cái phần từ đó đi. Vậy thì đến sau khi chúng ta validate tất cả các phần trong form của chúng ta, đến cuối cùng thì chúng ta sẽ có một cái mảng new array data mới. Chúng ta sẽ gán array data này vào cái thuộc tính array param này, vào trong cái thuộc tính array data của cái lớp validate này. Và sau đó thì chúng ta sẽ kiểm tra xem có chúng ta có hàm error. Hàm error có tác dụng là kiểm tra xem có lỗi hay không. Vậy thì nếu có lỗi thì chúng ta chỉ cần là kiểm tra xem cái mạng chứa các cái thông báo lỗi error nó có lớn hơn không hay không. Nếu mà nó lớn hơn không, vậy chứng tỏ là có lỗi thì chúng ta sẽ trả về true. Và nếu không có lỗi thì chúng ta trả về false. Vậy thì trong trường hợp có lỗi thì chúng ta sẽ lấy các lỗi ra để thông báo. Đơn giản của chúng ta là xây dựng một hàm get message. Hàm này sẽ trả về nguyên một cái mạng lỗi của chúng ta. Tiếp theo, trong trường hợp array data, có nghĩa là các bạn sẽ thấy ở đây chúng ta validate nếu có lỗi xuất hiện thì chúng ta gán giá trị bằng true. Và sau đó chúng ta lấy những cái lỗi đó ra, gán vào một cái phần tử, gán vào một cái gen view và chúng ta truyền ra ngoài view để in cái giá trị này, in thông báo lỗi của chúng ta ra. Tiếp theo là chúng ta trong trường hợp đó có một số cái field, có nghĩa là có một số cái ô nó thỏa điều kiện thì chúng ta phải truyền lại giá trị vào đó. Lúc này chúng ta phải truyền lại chứ không thể nào chúng ta xóa trắng nó. Vì vậy chúng ta mới cần lấy ra những cái dữ liệu đúng ở trong cái sau khi validate của chúng ta, truyền vào một cái giá trị gọi là item. Item này được truyền ra ngoài view và lúc này chúng ta sẽ lấy các giá trị đó chúng ta điền vào các phần value của các phần input chúng ta. Tiếp theo, trong trường hợp thứ hai, trường hợp có nghĩa là dữ liệu chúng ta nhập vào thỏa tất cả các điều kiện thì lúc này chúng ta sẽ gọi cái phần model lên và lúc này chúng ta sẽ lấy cái mạng giá trị sau khi validate, đó chính là ở trong phần get data của chúng ta. Và cái mạng này thì chứa những cái dữ liệu bao gồm có cả tên những cái file của chúng ta. Sau khi update có thể là phần này đã resize, rename và resize gì đó thì nó sẽ trả một cái file name. File name này sẽ được gán vào một phần tử trong cái mạng array data và trả về khi cho controller của chúng ta. Tiếp đó chúng ta sẽ gọi đến hàm sale và chúng ta truyền tất cả các giá trị trong phần get data này vào hàm sale và chúng ta thực hiện lưu nó lại. Vậy thì đó là quy trình khi mà chúng ta sử dụng đến phần validate. Bây giờ chúng ta sẽ xem một cái lỗi thông dụng mà chúng ta từng gặp. Chúng ta sẽ copy một cái phần tiếng Việt nào đó vào.
chúng ta paste vào trong cái phần editor này. Chúng ta sẽ paste một phần vào. Thì các bạn thấy ở đây chúng ta có một phần và chúng ta sẽ nhấn, ví dụ như chúng ta hãy nhấn một cái nút được gọi là save. Và chúng ta kéo xuống dưới xem. Thì lúc này các bạn nhìn thấy là chúng ta bị mất hình. Vậy thì lỗi này do phần nào? Và chúng ta có những cái dấu rất là lạ. Đây là những cái dấu không ưa của chúng ta. Vậy thì chúng ta hãy xem mã HTML. Các bạn nhìn thấy lúc này tự nhiên có những cái phần mà nó hiển thị là như thế này. Thì đây chính là dấu nhảy đôi. Lúc này chúng ta sẽ xây dựng một cái vấn đề để sửa cho thứ nhất là các cái dấu nháy đó. Vậy thì chúng ta hãy xây dựng một cái phần đó là send view helper. Thì lúc này chúng ta sẽ đặt tên lớp là gì? Chúng ta sẽ đặt là CMS relay string. Chúng ta đặt tên là ZenVN CMS ZenVN View Helper. Attend Zen View Helper Object. Và lúc này chúng ta sẽ viết ra một cái hàm. Hàm này giúp chúng ta có thể thực hiện sửa những cái lỗi đó. Public function trong hàm này chúng ta sẽ tạo ra hai tham số. Thứ nhất là string là chuỗi đưa vào, và thứ hai là option. Option để đây để sau này ví dụ chúng ta có vấn đề gì thì chúng ta có thể thêm vào để mở rộng hàm ra. Và chúng ta đặt if nếu option CMS bằng, ví dụ như chúng ta để gắn giá trị là null thì chúng ta ghi là bằng null, thì chúng ta thực hiện giá trị là relay, chúng ta sẽ gọi đến sau string bằng string relay. Vậy thì lúc này chúng ta tìm cái gì? Lúc này nếu các bạn xem mã ở dưới này thì cái giá trị này đầu tiên chúng ta thực sự là hơi khó thấy. Vậy thì chúng ta hãy echo ra để chúng ta thấy. Có nghĩa là chúng ta echo ra cái nội dung của cái phần bọt này. Lúc này chúng ta sẽ đi vào trong cái phần S của chúng ta. Cái tập tính S. Và chúng ta echo cái phần size, nội dung size này. Chúng ta sẽ cho ra để chúng ta xem. Và chúng ta refresh lại. Vậy thì lúc này chúng ta thấy tuy nó hiển thị như thế này, bây giờ chúng ta kiểm tra phần tử các bạn xem. Các bạn thấy ở đây nó xuất hiện những cái dấu nháy kế tiếp. Lúc này chúng ta sẽ phải relay, có nghĩa sửa cái dấu xuyệt nháy này thành, có nghĩa thành khoảng trống. Vậy thì chúng ta thực hiện như thế nào? Chúng ta sẽ sử dụng là ở trong hàm CMS trên relay của chúng ta sẽ đưa vào sửa dấu nháy xuyệt thành khoảng trống trong cái giá trị chúng ta nhận được. Chính là string. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ xem một trường hợp nữa. Là trường hợp chúng ta có một biên đầu tiên chúng ta sẽ refresh. Chúng ta sẽ sử dụng cái hàm này. CMS string relay. Vậy thì chúng ta sẽ gọi vào trong cái phần S. Chúng ta sẽ đặt như dòng size.
sai bằng đít cho đến CMS chain relay của cái item chúng ta. Và sau khi relay xong, có nghĩa sửa chữa xong, thì chúng ta lấy giá trị này đưa vào cái editor. Tạm thời chúng ta sẽ đóng phần này lại. Và bây giờ chúng ta hãy thử refresh để xem ở phần này nó có còn những dấu ở phía dưới này hay không. Chúng ta refresh lại. Và chúng ta kéo xuống dưới. Các bạn thấy không có mã, vậy thì có thể là CMS của CMS relation của chúng ta sai. Thì lúc này chúng ta quên trả giá trị về return chain. Bây giờ chúng ta hãy refresh lại. Và chúng ta kéo xuống phía dưới. Lúc này chúng ta đã thấy, các bạn nhìn thấy những dấu xuyệt đã biến mất. Nhưng còn một vấn đề nữa, hình như là cái hình của chúng ta không xuất hiện. Chúng ta xem tại sao hình của chúng ta không xuất hiện. Các bạn xem ở đây là hình, tuy nhiên nó đã xuất hiện rồi. Lại có thể là do lúc nãy chúng ta load ở trên mạng xuống chậm quá nên nó không xuất hiện. Khi chúng ta xem nữa, sửa một cái lỗi nữa, chúng ta sẽ có dấu nháy. Nháy được. Vậy thì chúng ta sẽ đưa vào dấu nháy đơn và dấu nháy đôi. Những dấu nháy này khi có trong phần nội dung của editor rất dễ gây ra lỗi. Và bây giờ chúng ta bấm Submit để chúng ta xem nội dung gửi đi là gì. Và nội dung lúc này chúng ta là khi mà lỗi thì nó sẽ hiện lại nội dung, thì chúng ta bấm Save. Chúng ta kéo xuống chúng ta xem. Thì lúc này ở trước những cái dấu nháy của chúng ta nó có những cái dấu gạch, và điều này là điều chúng ta không mong muốn. Còn phần còn lại của chúng ta là gì? Lúc này mất hết những cái dấu kia, vậy thì chứng tỏ cái hàm này của chúng ta nó không phù hợp. Vì chúng ta sẽ sửa gạch trước dấu này thì nó sẽ bằng một dấu nháy. Được rồi, tiếp theo là chúng ta đưa vào một phần nữa là nếu chúng ta gặp dấu nháy đơn thì chúng ta sẽ sửa nó lại thành gạch dấu nháy đơn, thì chúng ta sẽ sửa lại thành dấu nháy đơn. Bây giờ chúng ta hãy refresh, chúng ta sử dụng hai phần này. Thì lúc này các bạn thấy là sau khi string của chúng ta được relay thì nó sẽ đưa giá trị vào đây, và tiếp tục là chúng ta relay thêm cái giá trị đã được sửa một lần nữa. Bây giờ chúng ta hãy refresh lại để chúng ta xem nó còn có nghĩa là nó còn có lỗi nữa không. Chúng ta kéo xuống dưới thì các bạn thấy những dấu nháy vẫn còn, có nghĩa là vì tôi sẽ phóng lớn lên để các bạn xem, chủ yếu là ở phần này gây ra lỗi nhiều nhất là do dấu nháy của chúng ta. Thì các bạn nhìn thấy ở đây dấu nháy đơn của chúng ta vẫn còn, dấu nháy đôi của chúng ta vẫn còn, mã HTML của chúng ta không bị lỗi như lúc nãy nữa. Nhưng nếu chúng ta không có hai dòng này thì hiện trạng FCK sẽ xảy ra lỗi. Ví dụ như chúng ta xem lại, chúng ta gán chinh thẳng xuống dưới đây. Và chúng ta refresh lại cái phần này của cái action này của chúng ta. Chúng ta sẽ kéo xuống để chúng ta xem editor của chúng ta. Thì các bạn nhìn thấy nó có những cái dấu xuyệt rất là khó chịu ở phía trước, những dấu nháy đơn, dấu nháy đôi. Đồng thời view mã thì chúng ta thấy hiện rất là nhiều cái giá trị lung tung ở trong này. Vậy thì để khắc phục cái tình trạng này và khắc phục thêm nữa tình trạng nữa là hình không có hiện ra, khắc phục tình trạng này thì các bạn chỉ cần chạy cái hàm chain relay. Và trong hàm chain relay này, relation này chỉ có
hai dòng hỗ trợ chúng ta delay một số cái dấu nháy, và cuối cùng nó sẽ trả về cho chúng ta cái trình đã được thay đổi, có nghĩa là cái chuỗi của chúng ta đã được thay đổi. Bây giờ chúng ta hãy refresh lại một lần nữa để chúng ta xem sau khi chúng ta sử dụng trên delay của chúng ta thì nội dung của phần editor đã hiển thị được đúng. Chúng ta kéo dưới thì ở đây các bạn đã thấy ở đây đã hiển thị được đầy đủ những gì chúng ta gõ vào, kể dấu nháy đơn, dấu nháy đôi. Vậy là chúng ta đã thực hiện xong quá trình validate cũng như relay những cái chuỗi nói chung là không phù hợp trong cái phần mã của phần editor chúng ta. Và phần này thường nếu các bạn không để ý thì nó sẽ gây ra những cái lỗi trong phần văn bản rất là khó chịu.